khớp búp bê. Còn nếu mà rằng đối với huấn luyện viên trẻ thì tôi nghĩ là nếu mà đã là huấn luyện viên thì đầu tiên chúng ta phải gương mẫu, đã là lãnh đạo thì gương mẫu, phải thế nên mẫu người cơ cấp dưới mới nghe chúng ta được. Và đối với các áp lực thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải chịu đựng được. Sức ép chuyên môn và áp lực ngoài sân cỏ là những yếu tố không thể thiếu trong sự nghiệp cầm quân của bất kỳ huấn luyện viên nào. Đến lúc này, ông Park Hang-seo có thể nói là huấn luyện viên nhận nhiều sức ép nhất lịch sử bóng đá Việt Nam trong suốt quá trình ông dẫn dắt đội tuyển. Huấn luyện viên người Hàn Quốc luôn phải duy trì trạng thái cân bằng tâm lý trước sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Đứng trước những quyết định mang tính bước ngoặt, chúng ta luôn thấy được sự kiên định và chín chắn của ông Park. Đó quả thực là điều đáng ghi nhận về cá tính của vị huấn luyện viên 65 tuổi. 항상 외롭고 고독합니다. 아까 이야기대로 많은 각자의 생각이 견디지 못할 것 같으면 감독을 안 해야 되죠. 그래서 그거는 감독을 하려고 하면 그건 필연적인 것입니다. Là người đứng đầu và kiểm soát hoàn toàn vấn đề nhân sự, chiến thuật cũng như cách tiếp cận mỗi trận đấu của các đội tuyển Việt Nam. Ông Park luôn tâm niệm rằng bản thân phải là một tấm gương để những cầu thủ lấy làm động lực phấn đấu. Ông cho rằng hai yếu tố để trở thành một huấn luyện viên thành công đó là sự gương mẫu và tâm lý không bỏ cuộc khi đối đầu với những áp lực. Còn nếu là rằng đối với huấn luyện viên trẻ thì tôi nghĩ là nếu mà đã là huấn luyện viên thì đầu tiên chúng ta phải gương mẫu, đã là lãnh đạo thì gương mẫu, phải thế nên mẫu người cơ cấp dưới mới nghe chúng ta được. Và đối với các áp lực thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải chịu đựng được, phải quyết tâm là chịu đựng được. Còn nếu mà không chịu đựng được thì chúng ta phải rời bỏ cái điều huấn luyện viên thôi. Ngoài cái gương mẫu ra thì đối với một huấn luyện viên mới trẻ, chúng ta phải nhanh chóng này nắm bắt được cái dòng chảy, cái xu thế, cái kỹ thuật của bóng đá hiện đại và thích ứng với nó. 젊은 지도자들한테 해준다면 linh hoạt với xu thế bóng đá hiện đại giúp cho đội bóng dễ đạt kết quả tốt. Không chỉ riêng huấn luyện viên Park Hang-seo mà bất kỳ vị huấn luyện viên nào trên thế giới cũng luôn phải thay đổi bản thân để giành thành tích. Thay đổi ở đây không có nghĩa là đánh mất đi sự kiên định mà là linh hoạt cải tiến cách tân triết lý của bản thân để lối chơi của đội bóng càng trở nên hiệu quả hơn. Ông Park đã làm điều này rất tốt cùng với bóng đá Việt Nam. Bất chấp vẫn còn một lượng không nhỏ người hâm mộ đã, đang và có lẽ sẽ tiếp tục chỉ trích ông.